Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay ngày 16 tháng Giêng năm Canh Tý, lần đầu tiên chúng tôi về chùa Hương Pháp theo lời mời của Thầy trụ trì. Trong ngày Đại Quang Hỷ, chúng ta tổ chức lễ động thổ đặt đá xây dựng tôn tượng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngày đầu cũng lớn lắm. Chúng xin chúc mừng cho Thầy trụ trì, cho chư tăng tại bổn tự và chúc mừng cho tất cả những người Phật tử có được nhân duyên lành để về dự cái đại lễ sáng hôm nay, để có cơ hội tạo thêm cho mình chúc phước, chúc đức, cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với tất cả chúng ta trong ngày hôm nay và trọn cả một đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, ở trong Kinh Phổ Môn, sau cái đoạn Bồ Tát Vô Tận Ý hỏi Đức Phật về hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Quán Thế Âm có hạnh nguyện như thế nào, Ngài độ chúng sinh ra làm sao, và tại sao Ngài có danh hiệu là Quán Thế Âm, Đức Phật trả lời một cách tường tận tỉ mỉ cho Bồ Tát Vô Tận Ý rồi đó. Thì Bồ Tát Vô Tận Ý mới phát khởi cái lòng thành kính, thấy tôn quý Bồ Tát Quán Thế Âm quá. Lúc đó mới liền cởi cái sâu chuỗi anh lạc đeo trong người của mình ra, đến trước Bồ Tát Quán Thế Âm và thưa rằng: Thưa đại sĩ, đây là chuỗi bảo châu anh lạc, giá trị của nó rất là lớn, nhưng vì tôi tôn kính công hạnh độ sinh của Ngài, xin được dân cúng dường Ngài, mong Ngài thọ nhận. Lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào ạ? Bất khẳng thọ chi, tức là không nhận. Bồ Tát Quán Thế Âm nói: Nè đại sĩ, chuỗi bảo châu anh lạc giá trị bằng cả tam thiên đại thiên thế giới này là vật quý báu của Ngài, Ngài nên gìn giữ nó, tôi không dám thọ nhận. Ngài Vô Tận Ý thì năn nỉ, Ngài Quán Thế Âm thì từ chối. Các vị đi cúng dường có năn nỉ không? Hả? Rồi vậy mình thấy Bồ Tát khác mình nha. Mình tới chùa đó mình cúng dường mà ông thầy ông lấy chậm chậm cái, đôi khi mình bỏ bì thư lại trong túi á, mình đem về. Còn cái này cúng cái giá trị lớn, vô cùng lớn, nhưng rồi phải năn nỉ. Một vị Bồ Tát năn nỉ, một vị Bồ Tát từ chối. Lúc đó Đức Phật ngồi ở giữa, Đức Phật mỉm cười, Đức Phật mới nói: Quán Thế Âm, ông nên thương Vô Tận Ý, nên thương tất cả chúng sinh trong đời hiện tại và vị lai mà thọ nhận bảo châu anh lạc đó đi. Bồ Tát Quán Thế Âm nghe Đức Phật Thích Ca dạy như vậy, sư phụ của mình nói như vậy rồi, thì Ngài không dám làm sai lời, Ngài thọ nhận. Nhưng rồi Ngài thọ nhận cái bảo châu anh lạc, Ngài đeo vô cổ hay là Ngài đem cất? Phật tử ở đây ai từng tụng kinh Phổ Môn đâu. Lúc đó Bồ Tát Quán Thế Âm mới đem cái bảo châu anh lạc chia làm hai phần nha. Một phần Ngài đem đến quỳ dưới chân của Đức Phật Thích Ca thành kính dâng cúng, phần còn lại Ngài đến trước tháp của Phật Đa Bảo để thành kính dâng cúng. Đây là hình ảnh rất là đẹp mà Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Vô Tận Ý để lại cho chúng ta. Đối với chư Bồ Tát thì cái việc lìa pháp thế gian, ly phàm trần, viễn ly điên đảo mộng tưởng, đó là chuyện các Ngài đã từng làm trong lũy kiếp quá khứ. Thế cho nên Ngài mới thành tựu được đạo quả, để trở thành một bậc chánh giác, để trở thành một vị
Phật ở tương lai mà hiện thân là một vị Bồ Tát để hỗ trợ cho giáo pháp của Đức Phật Thích Ca. Thưa với đại chúng, cái chuyện cúng hay nhận đó, đối với các ngài chỉ cần chớp mắt duỗi cánh tay là có tất cả những cái bảo châu anh lạc rồi, các ngài đâu cần những điều đó nữa. Nhưng hình ảnh đó là hình ảnh để dạy cho chúng ta. Bồ Tát Vô Tận Ý muốn dạy chúng ta điều gì? Không tham đắm vào vật chất. Bảo châu anh lạc là một dây chuỗi được xem là giá trị bằng cả cõi Tam Thiên Đại Thiên, có nghĩa là giá trị nó lớn kinh khủng lắm. Nhưng tôn quý đức hạnh, tôn quý công đức của một vị Bồ Tát hy sinh vì chúng sinh, đem hết cả tâm tình cho chúng sinh, dâng cúng. Dâng cúng mà không bao giờ suy nghĩ, không bao giờ suy nghĩ. Đối với một vị Bồ Tát tên Vô Tận Ý mà còn phải đem vật chất để cúng dường, để cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, vậy thì chúng ta là phàm phu có nên cúng không? Nên không? Nên chứ. Vậy thì muốn cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm, ngày hôm nay là cơ hội, cơ hội cho chúng ta đây. Chúng ta là người Phật tử hay không phải là Phật tử thì ít nhiều chúng ta cũng nghe được danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, hoặc là từ cỡ miệng của chúng ta cũng đã từng thốt lên rằng Mẹ Hiền Quan Âm, hoặc là Quan Âm Đông Hải, hoặc là Quan Thế Âm Bồ Tát. Tức là chúng ta đã có duyên với Ngài trong kiếp quá khứ, nên kiếp này chúng ta được nghe danh hiệu, được nghe tên của Ngài, hoặc là được tụng phẩm kinh Phổ Môn để nói về công hạnh, để nói về công hạnh của Ngài. Vậy thì Minh Thiền thiết nghĩ hôm nay đại chúng có cơ hội để trả cái ơn cho Ngài bằng cách là chúng ta hết lòng thành kính. Người có công thì góp công, người có của thì góp của. Mình cùng với Thầy trụ trì ở đây kiến tạo một tương tượng Bồ Tát Quán Thế Âm thật là hùng vĩ, thật là to lớn, thật là trang nghiêm, để tạo phước cho bản thân mình, cho những người thân của mình và cho chúng sinh sau này. Một ngôi chùa được xây lên, một tôn tượng được tạ, nó theo thời gian năm tháng còn hoài các vị ạ. Sau này có cũ có mục thì vẫn có thế hệ con em chúng ta kế thừa sau đó, nó tu sửa lại. Vì vậy những công trình của Phật giáo là những công trình để đời, lưu truyền từ đời này sang đời khác. Thế nên công đức của những người làm ra những công trình đó rất là lớn. Và các vị ở đây sẽ là người chung tay góp sức cho những công trình Phật giáo để đời đó. Chúng tôi cảm thấy là chúc mừng cho các vị đấy. Thưa rằng chư Phật, chư Bồ Tát đến với cuộc đời, các ngài không cần chúng ta phải tạo chùa to, tượng lớn để thờ, để cúng. Nhưng bổn phận là những người mạo danh là đệ tử của ngài, là người xuất gia hoặc tại gia, vì chúng ta thừa hưởng được công đức của quý ngài quá lớn. Nhờ có công đức, nhờ có lời chỉ dạy của quý ngài mà chúng ta chiến thắng được khổ đau, tìm được an lạc hạnh phúc cho đời sống của mình. Chúng ta biết xa bỏ những ác nghiệp để huân tu theo thiện nghiệp. Chúng ta thấy cái ơn đức đó lớn quá. Nên bản thân chúng ta phải tự nhắc nhở mình rằng phải làm được cái điều gì đó để đền ơn chư Phật, chư Bồ Tát. Và việc làm cơ bản đó là chúng ta kiến tạo được già lam, tức là xây dựng những chùa tháp, xây dựng những tôn tượng để cho bản thân mình có cơ hội được chiêm bái, được lễ lại, và cũng để cho những thế hệ con em sau này nó cũng có cơ hội chiêm bái lễ lại, nó cũng thừa hưởng được công đức như chúng ta. Vậy thì công đức đó là công đức vô lượng vô biên của một chúng hữu tình tạo được trong ngôi nhà Phật Pháp. Trong kinh Địa Tạng ở phẩm thứ 10, so sánh nhân duyên công đức, Đức Phật có nói: nếu như có một chúng sinh nào mà phát tâm đem tiền của mình để xây dựng chùa tháp, hoặc
tạo những hình tượng hoặc bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ, bằng đá, vân vân, thì công đức của người đó sánh ngang với công đức của trời Phạm Vương, là công đức sánh ngang với công đức của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Người đó sanh ra thì có các vị chư thiên thiện thần theo bảo hộ, và tất cả chúng ta thực tế thì không cần sánh ngang với Chuyển Luân Thánh Vương, không cần sánh ngang với Phạm Thiên Vương, không cần thiện thần theo bảo hộ, nhưng vì lòng thành kính đối với Phật, lòng thành kính đối với Pháp, lòng thành kính đối với Tăng, chúng ta làm bằng tất cả tấm lòng của mình, ấy vậy là đủ. Còn tự khắc công đức và phước báo tự nhiên đầy đủ bằng cái lòng thành kính của chúng ta, thưa đại chúng. Lại nữa, Bồ Tát Quan Thế Âm được xem là một vị Bồ Tát giàu tình thương đối với chúng sinh. Thế cho nên trong những cái hóa thân của Ngài, Ngài có một hóa thân ngàn mắt ngàn tai mà chúng ta thường hay tôn xưng là Thiên Thủ Thiên Nhãn. Ngàn mắt để làm gì? Ngàn mắt để nhìn vào cuộc đời, để tìm kiếm những chúng sinh đang đau khổ, họ muốn thoát ly đau khổ, Ngài đến Ngài nâng đỡ. Muốn nâng đỡ, muốn giúp nó thoát khổ thì phải dùng bàn tay từ ái. Thế cho nên ngàn mắt để nhìn thấy nỗi khổ của chúng sinh, ngàn tay để dìu dắt chúng sinh ra khỏi biển khổ. Hình ảnh đó không phải là một vị Bồ Tát có ngàn mắt thật, ngàn tay thật, nhưng ý nói tất cả nơi nơi chốn chốn, bất kỳ ở quốc độ nào có chúng sinh đau khổ, muốn thoát ly đau khổ, trở về với năng lượng tỉnh thức, biết quay về với năng lượng của yêu thương, thì bỗng nhiên sẽ đón nhận được cái tình thương bao la của Bồ Tát Quán Thế Âm đến dịu đỡ. Mấy hôm trước có một chú Phật tử ở dưới Bến Tre, chú theo đoàn hành hương đến chùa Đức Hòa, và sau đó có gặp Minh Thiền. Chú kể cho Minh Thiền nghe một câu chuyện. Minh Thiền nghĩ câu chuyện này đem ra kể lại để chúng nghe, để đại chúng thấy được Bồ Tát Quán Thế Âm ở nơi nào có cầu là nơi đó Ngài sẽ ứng hiện. Chú nói từ năm 2000 trở về trước, gia đình con theo nghề biển, tức là có tàu để đánh bắt hải sản. Rồi từ những chiếc ghe nhỏ, những chiếc xuồng nhỏ, theo năm tháng đi qua, kinh tế ngày càng phát triển, cho đến khi đóng được hai chiếc tàu thật là lớn trong thời điểm đó, là mấy trăm triệu, thưa các vị. Công việc làm ăn vẫn tốt nha, vẫn tốt. Cho đến năm 2000 gặp một trận bão, giữa biển khơi lên đên bão ập tới, thuyền về bến đâu có kịp đâu, cho nên bị đắm thuyền ở giữa biển. Trên chiếc thuyền mà chú đi đó có 10 ngư phủ, có 10 người đi theo. Thưa đại chúng, thuyền đắm đột ngột quá, không có kịp mặc áo phao, cũng không có chuẩn bị được cái gì cho mình. Giữa biển cả lên đên thì ôm được những cái nắp mà người ta đẩy cái hầm cá đó. Khi mà đánh cá lên thì ở trên thuyền có cái hầm, cái bỏ cá xuống đó thì trong đó có nước đá sẵn rồi. Những cái nắp đó là những cái nắp bằng gỗ, nó nổi. Mà một chiếc thuyền như vậy thì có tới 5-6 cái hầm á, nó nổi phập phiều. Thì cứ hai người vậy đó là ôm một cái nắp để nổi. Thưa các vị, là chìm tàu chiều hôm nay 5 giờ chiều, mà tới 9 giờ sáng mai mới được người ta đến cứu hộ. 10 người còn sống đủ cả 10 người. Vì sao ạ? Vì ở trên tàu của chú á, hồi đó chú không phải là Phật tử, nhưng theo quan niệm của nhân gian á, là đi biển là phải thờ một bức hình của Phật bà Quan Âm. Rồi hàng ngày thì thắp hương như vậy thôi. Chú nói ở biển thì không có trái cây, không có bông hoa, cho nên chỉ có thắp hương rồi để chén nước thôi,
rồi cúng. Thì khi chìm tàu giữa biển cả lên đên á, tự nhiên chú nghĩ đến Phật Bà Quan Âm. Chú mới nguyện như thế này. Chú nguyện là nguyện cho tất cả tụi con sống. Con về con nguyện con ăn chay, con về con nguyện con bỏ nghề. Nhưng mà rồi thưa các vị là chú cứ đâu có biết mà đường mà niệm như chúng ta Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Chú cứ nguyện trong lòng là Phật Bà ơi cứu con, Phật Bà ơi cứu con, cứ vậy thôi à. Phật Bà ơi cứu con, Phật Bà ơi cứu con. Giữa sự sống và cái chết nó mong manh như sợi chỉ mành, chú bỗng nhiên quên hẳn cái chết, chỉ biết Phật Bà ơi cứu con, Phật Bà ơi cứu con, rồi thiếp đi hồi nào không biết. Thiếp đi mà vẫn nằm ở trên cái nắp hầm đựng cá nha các vị. Nó có cái điều lạ. Mà giữa biển cả thì sóng gió mù trời, mà không hiểu tại sao những cơn sóng không đánh bật những người ngư phủ ra khỏi những cái nắp hầm đựng cá này. Trong khi một chiếc tàu mà vẫn bị đánh đắm, thì tại sao cái nắp hầm đựng cá nó nhỏ thôi mà cái sức của con người không thể chống chọi lại bão giông ấy, vậy mà sóng không đánh bật những con người này ra khỏi những nắp hầm. Đó là một điều mầu nhiệm, đó là một điều mầu nhiệm. Chú thiếp đi tới sáng. Tới sáng thì chú nói là không có biết là mấy giờ, nhưng lúc đó mặt trời lên, đuối sức quá, đuối sức quá. Chú buông tay, buông tay, nói rằng bây giờ không sống nổi nữa thì thôi mình buông tay để đi cho nhẹ nhàng. Buông tay chìm xuống, nhưng giữa biển cả thì cảm giác là hai chân đụng được đất. Hai chân đụng được đất, cái đầu không chìm xuống nước mà vẫn còn lèo phèo trên mặt nước mà hai chân đụng đất. Có tin nổi không? Chú vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ở trong một cái trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mắt thì vẫn nhắm Phật Bà ơi cứu con, nhưng mà tay đã buông ra khỏi nắp hầm. Không chìm, vẫn không chìm. Chú trong cái trạng thái nửa tỉnh nửa mê đó, cho đến khi người ta đưa chú về tới cặp bờ luôn. Cặp bờ. Chú nói rằng con ý thức rất là rõ, khi con quyết định từ bỏ cái chết là con đẩy cái nắp hầm ra, con buông tay. Bởi vì nếu mà con buông tay gần á, là cái thằng cháu ngư phủ nó cùng ở trên nắp hầm đó, nó sẽ kéo con trở lại. Cho nên con đẩy nắp hầm ra và con buông tay. Mà buông tay rồi tự nhiên thấy người mình không chìm thì à, hai chân đụng đất. Hai chân đụng đất. Rồi từ đó về bỏ nghề không đánh bắt nữa, chuyển sang nghề trồng trái cây. Tội lắm. Trồng trái cây thì chú nói là thực ra con trồng trái cây con bán thì ít, nhưng con đem cúng cho chùa thì nhiều. Cúng cho chùa thì nhiều. Những cái chùa gần gần ở dưới đó, tới ngày lễ ngày rằm 30 là chú đem trái cây tới chùa để cúng. Chú nghĩ rằng con được tái sinh trở lại lần thứ hai, sự sống này là do Bồ Tát cho con. Thế cho nên con nghĩ con phải làm điều gì đó để tạ ơn Bồ Tát. Con làm điều gì đó để cho con không có hoang phí cái thời gian mà Bồ Tát cho con sống. Thưa đại chúng, đây là câu chuyện chúng ta là người chỉ nghe, không xác thực được nó như thế nào. Nhưng thông qua câu chuyện chúng ta thấy được thiên sứ hữu cầu thiên sứ ứng. Đúng là như vậy các vị ạ. À, bất cứ ở nơi nào có chúng sinh đau khổ, có chúng sinh muốn thoát khổ, nghĩ đến Bồ Tát Quán Thế Âm bằng năng lượng rất là lành, bằng năng lượng tích cực, bằng tình thương vô tận của một vị Bồ Tát, Ngài sẽ đến đó để giúp đỡ cho chúng sinh vượt thoát khổ đau. Đó là chuyện có thật, chứ không phải là chuyện trên lý thuyết. Và đây không phải là câu chuyện duy nhất trong cuộc đời, mà còn nhiều và rất nhiều câu chuyện trong đời sống này chúng ta đón nhận được từ rất nhiều người kể về sự linh hiển
cảm ứng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Và bây giờ chúng ta thử tư duy rằng về sự tu tập Bồ Tát Quán Thế Âm đã tu trong vô thủy kiếp rồi. Và những bản kinh nói rằng Ngài là người chứng đắc được trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật, cho nên vượt thoát khỏi dòng sanh tử. Chúng ta ngày nay cũng có tu, cũng có tụng kinh Bát Nhã, cũng có trì chú Đại Bi, nhưng sanh tử vẫn còn là sanh tử, chưa vượt thoát, chưa xả ly, chưa xa lìa được cái gì hết. Hay nói đúng hơn là càng ngày chúng ta càng ôm ấp càng nhiều. Như vậy thì chúng ta đi ngược với con đường của Bồ Tát đi. Mặc dù có ngựa, mặc dù có xa, mặc dù có cách biệt, nhưng thưa đại chúng, tình thương yêu trong cuộc đời này chưa bao giờ là dư thừa. Ý Minh Thiền muốn nói Bồ Tát Quán Thế Âm đến với cuộc đời là vì tình thương đối với chúng sinh, thì chúng ta ngày hôm nay sống giữa cuộc đời cũng phải đem tình thương để đối đãi với mọi người. Các vị đồng ý không? Đồng ý. Không đem tình thương để đối đãi giữa người với người á, thì sự khổ sẽ có mặt ở mọi nơi. Bởi vì nơi nào vắng bóng của tình thương thì nơi đó tràn đầy thù hận. Nơi nào có mặt của tình thương thì nơi đó không có mặt của thù hận. Trong Kinh Tăng Chi Bộ 4, Đức Phật có dạy về bài kinh người biết rải tâm từ thì đón nhận được những điều lợi ích sau đây. Một là ngài được an lạc. Hai, đêm được an lạc. Ba, không bị ác mộng. Bốn, được người ái mộ. Năm, được phi nhân ái mộ. Sáu, được chư thiên bảo hộ. Bảy, lửa kiếm thuốc độc không chạm đến thân người đó được. Tám, sắc diện dễ nhìn. Chín, tâm dễ an định. Mười, lâm chung không muội. Mười một, chưa chứng được thánh quả nhưng khi chết vẫn được sanh về cõi trời. Đây là 11 điều lợi ích mà Đức Phật dạy trong Kinh Tăng Chi Bộ. Đức Phật nói với các thầy tỳ kheo, nếu như ai đó học pháp từ tâm, đem từ tâm để rải cho người khác, xây dựng từ tâm kiên cố như thành trì, làm cho từ tâm vững chãi lớn mạnh, người đó có 11 điều lợi ích. Ngài được an lạc. Các vị thấy bây giờ mình suốt ngày có được an lạc không? Chưa, đúng không? Chưa có chịu rải từ tâm, chưa có chịu thương yêu, cho nên ngài không được an lạc. Ngài không an lạc thì đêm không an lạc, và tối ngủ chắc chắn bị ma quỷ bóp cổ là đúng rồi, bị bóng đè là đúng rồi. Ở đây trong kinh Đức Phật nói rất rõ nghe, người rải được từ tâm rồi á, thì ngài mới an lạc, đêm an lạc, thì trong giấc ngủ không bị ác mộng. Ta sống hết lòng vì người, ta biết thương yêu người, nâng đỡ, giúp đỡ người, thì cái ta đón nhận đó là tình thương của người dành cho ta. Ta không mất nhiều thời gian để cho cái đầu ta suy nghĩ những mưu mô thủ đoạn lừa phỉnh người khác, thì chúng ta nằm xuống sẽ có một giấc ngủ rất ngon, giấc ngủ rất sâu, để chúng ta có thể lấy lại được tất cả những năng lượng mà mình đã tiêu phí trong suốt một ngày dài. Còn như chúng ta không biết thương yêu, chúng ta dùng cái đầu để suy nghĩ, để toan tính những thủ đoạn, những mưu mô, chúng ta mất nhiều thời gian đó. Cho nên đi vào giấc ngủ, ta đi vào giấc ngủ khó khăn lắm, nằm xuống phải lăn qua phải trở lại, bực bội khó chịu vì mưu này chưa thành, kế kia chưa xong. Rồi đi vào trong giấc ngủ, ta thấy nào là cọp, là beo, là rắn, là rít, nó dí, nó đuổi, nó cắn ta, hoặc ta thấy bóng đè, hoặc ta thấy hiện tượng ma quỷ đồ nó theo ám, vân vân và vân vân.
Tất cả những hiện tượng đó xảy ra là do ban ngày chúng ta sống không có an lạc, ban ngày chúng ta sống không có thương yêu. Điều nữa là người biết rải từ tâm, người có tình thương rồi đó, thì được người khác ái mộ, được người khác thương yêu, được người khác bảo vệ. Người đã bảo vệ mình thì các vị quỷ thần, tức là phi nhân, cũng bảo vệ lấy đời của chúng ta. Họ cũng theo để hoan hỷ với những việc mà chúng ta làm, vì những việc chúng ta làm luôn đem lại lợi ích cho người khác, cho nên quỷ thần xung quanh họ thấy họ rất là vui. Vì thế các vị nên nhớ rằng những điều tốt chúng ta làm không phải chỉ có con người mới biết, mà ngoài con người ra còn có Phật biết, chư Bồ Tát biết, các bậc thánh biết, các vị quỷ thần, các vị khuất mặt khuất mày biết hết. Nên ráng mà thương yêu, ráng mà làm những điều tốt. Ngoài việc được con người thương yêu, được quỷ thần thương yêu, thì chúng ta luôn được bàn tay che chở của các vị thiên thần, tức là chư thiên bảo hộ. Đời ta đi đến đâu cũng có người bảo hộ. Đôi khi hôm đó có người muốn hãm hại ta, có người muốn làm những điều xấu, những điều không tốt đến với ta, tự nhiên có bàn tay của chư thiên, bàn tay của thiên thần che chở cho chúng ta. Người đó không làm được, hoặc là chúng ta vượt qua những điều đó rất nhẹ nhàng, yên bình, mà không hề có sự tổn hại đến chúng ta. Rồi lửa nè, kiếm, thuốc độc không phạm đến người đó được, bởi vì luôn được người bảo hộ. Thì chính những con người sống chung không có tâm gieo rắc để hại ta, quỷ thần cũng thương ta, chư thiên cũng bảo vệ ta, thì tất cả những cái họa hoạn nó không đến được với đời của ta. Sắc diện dễ nhìn, người có từ tâm nhìn thấy mến. Cái mặt của họ dù có đen một tí, có nhăn một chút, nhưng nhìn mến liền. Còn cái người mà không có từ tâm, lúc nào cũng sân giận đó, đánh cho nhiều lớp son, nhiều lớp phấn lên, nhìn cũng thấy ghét. Bởi vì trong bản chất của họ, trái tim họ không có tình thương. Trái tim họ không có tình thương thì nó, trái tim đã không có tình thương thì cả khuôn mặt, cả hình dáng của họ nhìn cũng không thương nổi. Có từ bi lắm, cố thương, thương cũng không vô. Thương thì nổi thì thương, lúc nào nó cũng nung nấu cả một lò lửa sân hận ở trong này. Thương được đâu. Cho nên khuôn mặt lúc nào khó chịu. Tu ráng tập cười nhiều hơn nha. Tập cười nhiều hơn. Ai đó họ có làm điều gì đó sai với mình, không phải với mình, cũng ráng cười. Cười không tươi thì cười gượng cũng được, có cười là tốt rồi. Đừng có châu mày cho hai cái chân mày nó dính lại. Đừng có nghiến răng trẹo trẹo, không còn cái răng cháo đó. Và một điều nữa là người có tu tập cái pháp từ tâm rồi đó, lâm chung không muội, lâm chung bất muội, là lâm chung không có mê mờ. Cái chết nó đến, mình đón nó một cách rất nhẹ nhàng. Chúng ta ra đi trong sự tỉnh thức, đi với trái tim thương yêu và hạnh nghiệp thương yêu của mình, nên mình không có sợ, mình không có lo lắng. Còn nếu như mình không có từ tâm thì mình lâm chung mê muội, mình sống sân giận thì khi chết mình cũng sân giận, rồi bị cái nghiệp sân giận đó nó rước mình đi. Cái người nào mà chết rồi khuôn mặt tươi tắn dễ nhìn, nhìn y như là đang ngủ á, thì các vị biết người đó có an lạc trong đời sống, người đó thể hiện được tình thương, cho nên khi họ chết rồi họ cũng rất đẹp. Còn người sân giận, người không có an lạc, người không có từ tâm, họ chết rồi mình không dám nhìn họ đâu. Có những bậc thầy các ngài tịch rồi đó, mình nhìn khuôn mặt các ngài hồng, môi
tươi hơn lúc các ngài còn sống. Mình đang nói thật á, chứ không phải mình nói giỡn với đại chúng đâu. Những bậc trưởng lão lớn, những bậc hòa thượng, quý ngài cả một đời tu tập, đem công đức của mình để cống hiến cho đạo pháp, để phụng sự cho chúng sinh á. Các ngài có già, có ốm, có bệnh, có đau thật á, nhưng mà các ngài tịch á, các vị thử được tiếp xúc với cái diện của các ngài, má các ngài hồng lên, môi tươi hơn. Minh Thiền chứng kiến rất nhiều luôn. Đó là những cái hình ảnh tốt đẹp để chúng ta lấy đó đưa vào tim của mình, để tự nhắc nhở mình, khích lệ mình ráng sống tốt, ráng tu tốt, ráng mà tìm cho mình được cái phút giây an lạc trong đời sống này, ráng mà bỏ đi những cái điều không hay, không phải, để đời sống của mình tốt, rồi sau này mình lìa cuộc đời này cũng vẫn còn đẹp. Bây giờ sống cứ trau chuốt cái thân cho đẹp, mai mốt chết trợn mắt nhăn răng thì có ý nghĩa gì đâu. Cho nên bây giờ ráng tạo phước tạo đức, nó có đen một chút, nó có xấu một chút, nó nhăn nheo một chút cũng được, mà mai mốt chết đẹp là được. Hình như tôi nói ngược rồi ha, các vị thấy tôi nói ngược không? Cái chết là hết, chết là còn biết gì nữa đâu, mà ông thầy ông nói chi chết rồi còn phải đẹp. Thay vì sống làm đẹp đi, chết khỏi đẹp. Thưa, thật sự ra không ai cấm chúng ta làm đẹp, nhưng đem son đem phấn để trang điểm thân này đẹp, cái đẹp đó là cái đẹp bình thường. Đem phước báo, đem công đức trang điểm cho đời ta, cái đẹp đó mới là cái đẹp vĩnh hằng, cái đẹp đó mới là cái đẹp cao thượng. Nên Minh Thiền nói với các vị, có thể trang điểm cho cái thân này dễ nhìn một chút cũng được, nhưng cái cần trang điểm nhất, cái mà làm dụng cụ để các vị trang điểm, thì phải là đem phước báo, đem công đức của mình trang điểm cho đời mình. Cái đẹp này nó không phải chỉ đẹp một đời chết là hết, mà nó khiến cho chúng ta đẹp nhiều đời nhiều kiếp về sau nữa. Chứ còn bây giờ dùng son phấn đẹp được mấy mươi năm rồi thôi, kiếp sau chắc gì đẹp nữa. Có tiền không lo đi cúng dường, có tiền không lo hiếu thảo với cha mẹ, có tiền không lo đi giúp đỡ người nghèo khó, có tiền không biết đem đi bố thí, có tiền đem đi mua son mua phấn, lo mua giày mua dép, không mai mốt hết phước báo rồi chết đi rồi đi đâu, làm sao đẹp được nữa, đúng không ạ? Cho nên có tiền mượn đồng tiền tạo phước tạo đức cho mình, đó là cách trang điểm đẹp nhất. Cho nên bữa nay là cơ hội để các vị trang điểm nè, chừa lại 10.000 để đi xe buýt uống ly nước mía thôi, còn nhiêu cúng dường hết đi, cúng dường cho thầy trụ trì hết để ông xây tượng Quan Âm. Tôi nói câu này mà ổng ngồi ổng nghe ổng không cười mới là lạ. Khoái. Năm mai mốt mời Minh Thiền về giảng nữa, nói đúng ý quá mà. Nói vui đó nha, đừng nghĩ gì nha. Thưa đại chúng, chúng ta trở lại là khi người đó lâm chung không muội, tức là ra đi trong sự tỉnh thức, bởi vì cuộc sống của họ hàng ngày họ đã sống trong sự tỉnh thức, sống trong an lạc, sống trong tình thương yêu, thì khi ra đi họ không có gì phải hoảng loạn, không có gì phải lo sợ, không có gì lo sợ. Và một điều nữa là nếu như người đó khi họ chết đi mà trong cuộc sống hàng ngày của họ, họ tu tập chưa chứng được thánh quả đó, họ vẫn được sanh về cõi trời, sanh về những cõi trời tốt đẹp, để rồi họ tiếp tục họ tu cho đến ngày chứng được thánh quả thì thôi. Đó là chúng ta lướt sơ và tìm hiểu nghĩa sơ của bài kinh Tăng Chi Bộ 4 mà Đức Phật đã dạy về cách con người biết rải từ tâm. Mấy tháng trước trên cổng điện tử của báo Thanh Niên có đăng tải về cái anh đó tên là anh Nhật, người ở Bình Tân hay Tân Bình gì đó. Nếu có sai thì đại chúng bổ khuyết lại, bởi vì Minh Thiền xem lâu quá rồi không nhớ chi tiết. Anh ta là tài xế
lái xe cấp cứu của bệnh viện ở thành phố Hồ Chí Minh á. Anh bán đất nhà để mua một chiếc xe cấp cứu vì nghĩ rằng mình chạy cấp cứu ngoài giờ làm việc của mình đó, để đưa đón bệnh nhân đến bệnh viện, họ đưa về nhà để kiếm thêm đồng tiền để chi tiêu cho cuộc sống. Nhưng rồi có một lần anh đưa bệnh nhân về quê mà người thân của bệnh nhân đó không có đủ tiền trả tiền xe, phải đi gõ cửa từng nhà ở hàng xóm của mình xin tiền đem đến trả tiền xe cho anh. Anh không nhận tiền đó, anh thấy thương người ta quá. Hoàn cảnh có người nhà đã bệnh rồi, rồi bây giờ nghèo khó nữa, biết đâu nợ nần thì sao, rồi còn đi mượn tiền để trả tiền xe cho mình nữa. Cho nên anh gửi phần tiền đó lại cho người nhà của bệnh nhân. Trên đường anh chạy về, anh mới nghĩ rằng cuộc đời có quá nhiều người khổ, quá nhiều người khổ. Thế cho nên anh nguyện là anh giúp đỡ được hoàn cảnh nào anh sẽ cố gắng. Từ đó anh phát tâm, nếu như bệnh nhân nào nghèo không có tiền trả tiền viện phí, hoặc là người thân đưa người đó đến bệnh viện, hoặc là từ bệnh viện đưa về mà không có tiền để thuê xe, gọi cho anh sẵn sàng đến để đưa, để đón. Những chiếc xe đó là những chuyến xe từ thiện không đồng, và anh đã chở rất nhiều những người mất, những người bệnh mà bác sĩ trả về nhà, có khi tận ở Cà Mau, có khi tận ở Đắk Lắk và các tỉnh rất là nhiều. Cứ hễ ai gọi đến, chú ơi tôi khổ quá không có tiền để chi trả viện phí, chú ơi bây giờ người thân tôi đã mất, chú ơi người thân tôi bệnh nặng, bác sĩ đã trả về nhưng tôi không có tiền về quê, thì anh sẵn sàng đến đó đem xe đến đưa đón một cách tận tình và chu đáo, không lấy đồng nào hết các vị ạ. Đây là một tấm gương điển hình để chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này tình người vẫn còn đó, và tình người bao giờ cũng là cái gì đó thiêng liêng đẹp nhất. Người ta cho rằng đá quý là đẹp, vàng bạc châu báu là đẹp, đô la là giá trị, nhưng không, tình người mới đẹp, tình người mới là giá trị. Các vị nhớ nha. Thế cho nên bây giờ mình không làm được những việc lớn để giúp đỡ người khác, thì những cái gì nhỏ nhặt một chút xíu thôi bằng khả năng mình làm được là phải làm, quyết tâm làm, hăng say để làm mà làm, vui vẻ để mà làm. Vì thấy đó mới là công việc xứng đáng, là cái công việc để một người có mặt giữa cuộc đời này cần phải làm, và làm thật nhiều, vì nó là cái việc đem đến cái niềm vui, đem đến sự lợi ích giữa người và người. Có chan hòa trong cuộc sống hay không thì hãy xem tình cảm chúng ta dành cho nhau như thế nào. Ta là một người có mặt ở đất nước Việt Nam, chúng ta sống ích kỷ, rồi bao nhiêu người khác cũng sống ích kỷ cho bản thân. Đất nước Việt Nam có đẹp mấy thì cũng trở thành đen tối. Đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ đẹp, và đẹp vô cùng, đẹp nhất thế giới, nếu như tất cả những người có mặt ở Việt Nam biết thương yêu, biết đùm bọc, biết bao dung lẫn nhau. Mình một người biết thương yêu, mình một người biết chia sẻ, rồi 10 người biết chia sẻ, 100 người biết chia sẻ, ngàn người, triệu người biết chia sẻ. Cuộc sống này đẹp lắm. Các vị cứ nghĩ đến một ngày nào đó chúng ta ngủ không cần đóng cửa, xe ra đường bỏ chìa khóa, bỏ giấy tờ vẫn không mất. Đi ra đường khỏi, không có ai lấn lướt mình, không có ai ăn hiếp mình. Cuộc sống vậy đẹp lắm á, đẹp lắm. Nhưng mà khó, bởi vì con người còn ích kỷ, con người còn nhiều tham lam, con người còn vì chủ nghĩa cá nhân quá nhiều, cho nên không được. Thông qua câu chuyện Minh Thiền kể, muốn gửi đến cho các vị một thông điệp: đừng nên để Bồ Tát Quán Thế Âm làm việc quá năng sức mà chúng ta lại thờ ơ. Chúng ta hãy cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm để giúp đỡ nhiều người bằng cách là thể hiện tình thương yêu. Và chúng ta phải làm sao mình xin được trở thành một hóa thân của Bồ Tát trong cuộc đời, để đem tình thương đến với mọi người, để giúp đỡ mọi người so dịu được nỗi đau của cuộc sống này. Đó là người Phật tử đúng nghĩa.
Khi cái nạn dịch Corona ở Vũ Hán, Trung Quốc bắt đầu bùng phát, chính phủ của Nhật Bản cho Bộ Y tế của Nhật đưa bác sĩ, y tá và đem hàng trăm ngàn cái khẩu trang qua thành phố Vũ Hán để phát cho người dân để có thể phòng tránh bệnh được, chừng nào thì tốt chừng ấy. Và các vị nên nhớ, trong quá khứ Trung Quốc với Nhật Bản là kẻ thù, trong hiện tại tuy không còn chiến tranh nhưng mối bang giao của hai nước cũng không phải là đầm thắm, cũng còn vì tranh giành cái biển Hoa Nam, Hoa Đông chi đó mà cũng có lời qua tiếng lại. Nhưng khi nạn dịch ở Vũ Hán xảy ra thì chính phủ Nhật Bản sẵn sàng cho đội ngũ y tá bác sĩ giỏi nhất của mình và đem khẩu trang hàng trăm ngàn cái qua để phát cho người dân Trung Quốc, để hỗ trợ người dân Trung Quốc trong hoạn nạn. Ta dẹp qua cái thù riêng, trong hoạn nạn chúng ta xóa bỏ đi cái quá khứ, trong hoạn nạn chúng ta bỏ đi cái hiềm khích để đến nâng đỡ, chia sẻ. Đó là tình người, đó là hình ảnh đẹp, đó là điều đáng ca ngợi. Việc làm đó thế giới cần phải tôn vinh, cần phải tôn vinh. Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều người có tấm lòng đẹp. Những ngày đầu tiên khi mà cái tin bệnh dịch nó xảy ra thì đã có rất nhiều người dân Việt Nam đem khẩu trang đi phát miễn phí, ra đường đứng phát, hoặc là phát tại nhà, hoặc đến nơi công cộng để phát, phát để tặng với tấm lòng là anh, chị, cô, chú, em sử dụng cái khẩu trang này để phòng tránh dịch bệnh, được chút nào mừng chút đó. Đó cũng là nghĩa cử đẹp, đó là hành động đẹp, đáng, rất đáng để chúng ta ca ngợi và tự hào. Nếu như tất cả người Việt Nam làm như vậy hết thì hay quá, quá hay. Bên cạnh số lượng lớn những người giàu tình thương đó, còn một hai người nó làm xấu hình ảnh của người Việt Nam mình ghê luôn. Hộp khẩu trang bình thường có 25 ngàn, 30 ngàn, bán 1,2 triệu, bán 800 ngàn, bán 500 ngàn. Trong hoạn nạn không giúp đỡ nhau thì thôi chứ, còn thừa nước đục thả câu nữa. Ông bà nói đúng, ông bà nói đục nước là béo, béo cò. Mình khuyên Phật tử nha, tất cả chúng ta không ai muốn thiên tai dịch bệnh xảy ra, chúng ta muốn có một cuộc sống yên bình. Nhưng rồi thiên tai dịch bệnh, những cái điều không tốt nó luôn xảy ra với loài người của chúng ta, xảy ra với thế giới này. Và ở Việt Nam cũng có, Việt Nam cũng có những trận lũ lụt, cũng có thiên tai, rồi cũng có hạn hán mất mùa, vân vân và vân vân. Nếu như các vị nghe báo đài của Việt Nam loan những tin đó, là Phật tử ta phải động lòng thương xót, động lòng thương xót. Và chúng ta phải nghĩ ngay đến những người đang sống trong hoàn cảnh đó, họ đang rất khổ sở. Ta tự đặt bản thân của mình vào hoàn cảnh đó thì chúng ta thấy rằng mình đang cần tình thương của người khác. Nên chúng ta phải sẵn sàng đem cái mình có thể đi chia sẻ với mọi người. Có đoàn thể từ thiện nào ở địa phương đến góp, anh chị cô chú ủng hộ cho con ít đồng, ủng hộ cho con thùng mì, ủng hộ cho con bao gạo, để con đem đến cái vùng lũ lụt ở miền Trung, hoặc con đem về cái vùng đồng bằng sông Cửu Long để ủng hộ người dân bị hạn hán, bị lũ lụt, bị mất mùa, vân vân và vân vân. Chúng ta vui vẻ, chúng ta nên làm. Lục lọi hết trong tủ quần áo nào còn đẹp đem cho hết luôn, rồi mua cái khác mặc. Nếu như chúng ta là người thương buôn mua bán mì gạo, nước tương hay quần áo, trong những dịp đó là những dịp để chúng ta thể hiện tình người với nhau, chúng ta cũng nên sẵn sàng giang tay để giúp đỡ.
chứ đừng có lên giá. Đừng có lên giá. Mấy năm trước Minh Thiền đi ra ngoài Quảng Bình đó, Minh Thiền ủng hộ lũ lụt ở ngoài đó, do mình đi gấp và đường xa, Minh Thiền không thể mua mì, mua gạo ở trong này để ra ngoài đó phát. Vì vậy mà ra ngoài đó rồi mới đi mua gạo, mua mì. Thưa đại chúng, thùng mì mình mua chỉ 65 ngàn, là những ngày bình thường. Nhân cái ngày lũ lụt người ta bán 120 ngàn. Năn nỉ 100 ngàn họ không bán, mình mới bàn tính với những người đi trong đoàn, thôi không mua nhu yếu phẩm để phát, đem tiền tặng cho bà con luôn. Mình thấy đau lòng. Nếu như mình là người bán mì, mình là người bán gạo, mình sẽ hạ giá xuống để bán, hoặc mình bán bằng cái giá, nhưng sau đó mình gửi thêm tấn gạo, mình gửi thêm vài trăm thùng mì cho đoàn từ thiện ta đi làm, thì hay biết mấy, đúng không ạ? Người ta đi mua, mình biết người ta mua không phải là đi bán để kiếm lời, người ta mua để đi làm từ thiện. Và đồng tiền người ta cầm trên tay là đồng tiền của rất nhiều mạnh thường quân, của rất nhiều người có trái tim thương yêu gửi người đó đến để mua, để đi phát. Mình thấy cơ hội quá, cơ hội làm giàu, cái mình lên giá. Vì vật chất đánh mất đi lương tri của một con người, uổng lắm, uổng lắm. Và tôi nói không phải để trù, nói không phải là vì mình ghét mà nói. Các vị mà buôn bán như vậy, các vị có an ổn để sử dụng đồng tiền đó không? Không an ổn, không bao giờ an ổn. Nó vô cửa này, nó ra cửa khác, nó vô thì ít mà nó ra thì nhiều. Và rồi các vị không an ổn để sử dụng đồng tiền, vì đồng tiền đó được xem là đồng tiền tội lỗi, đồng tiền dơ bẩn, đồng tiền đánh đổi lương tri của một con người mà có. Nhà mình không hạnh phúc nếu như mình chứa những đồng tiền đó. Con cái mình sẽ hư, nó sẽ không bao giờ trưởng thành nếu như mình chứa những đồng tiền đó, mình đem những đồng tiền đó mình nuôi nó. Đó là những điều mình chia sẻ thật lòng. Mong đại chúng nhớ rằng cuộc sống này rất cần tình người. Tình thương với cuộc đời chưa bao giờ là dư cả, nên hãy thể hiện thương yêu giữa người với người một cách nồng nàn nhất, chân thành nhất. Hôm nay có cơ hội về đây, Minh Thiền chia sẻ với đại chúng đôi điều, mượn hình ảnh của Bồ Tát Quán Thế Âm để gợi nhắc cho chúng ta rằng đây là một vị Bồ Tát có trái tim tràn đầy thương yêu. Chúng ta là những người đệ tử, là những người học theo hạnh của Ngài, là những người tu tập theo công hạnh của Ngài, thì chúng ta phải cố gắng khai phát được trái tim của mình, để cho trái tim của mình nó nguôi đi thù hận. Nó nguôi đi thù hận để cho trái tim của mình nó đơm hoa thương yêu, nó nảy mầm thương yêu, để cái hoa thương yêu đó nó lan tỏa khắp mọi người, để mọi người ngửi được cái hương thương yêu đó mà họ có cuộc sống yên bình. Cầu chúc cho Phật sự ở tại chùa Hương Pháp sớm thành tựu. Cầu chúc cho nơi đây sớm có một tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm uy nghi trang nghiêm, để Phật tử từ các nơi về chiêm bái và tu tập theo công hạnh của Ngài. Cầu chúc cho tất cả chúng ta là những người sống nở được đóa hoa thương yêu giữa cuộc đời này. Xin cảm ơn tất cả các vị đã ngồi lắng nghe.